Ở hiền gặp cư dân mạng Việt, sao nữ Vbiz không biết nấu ăn bị nói, biết nấu cũng bị nói. Hờ Henie cực đảm khi thể hiện tài nấu nướng với bếp củi, nhưng chỉ vì cách luộc ngô khác biệt mà bị dân mạng góp ý. Hello, xin chào tất cả mọi người, luộc bắp nha. Hãy bị bẻ đó, quá trời luôn. Subin Hoàng Sơn và dàn sao nam không biết nấu ăn được khen dễ thương. Bỏ vô đường vậy? Thiếu à. Tới lượt Thủy Tiên và hội chị em vụng về bếp núc lại bị mang ra chê trách. Đó là đường đó đồng chí ạ. Chắc chắn là đường vậy ạ. 19. Ủa? 19 á? Trời ơi, nãy mà Mít Thi kêu là đường. Showbiz Việt những ngày qua bỗng dưng khá rôm rả về chủ đề nấu ăn. Đơn giản vì hai show giải trí hot nhất thời điểm hiện tại đều có những màn nấu ăn bất ổn, làm người xem phải tranh cãi. Trong không khí đó, cái tên bất ngờ bị lôi vào so sánh là Hoa hậu Hờ Henie. Cụ thể, ở show Nhập ngũ, dàn sao nữ tham gia gồm Thủy Tiên, Miss Thi, Jun Vũ, Phương Anh Đào, Pháo, Uyển Ân đã vấp phải những màn thử thách rất khó nhằn. Một trong những kiếp nạn mà hội chị em phải trải qua đó là nấu một bữa cơm ngay giữa núi rừng. Bình thường các sao nữ vào bếp với trang thiết bị hiện đại đã vụng, nay phải nấu trong môi trường thiếu đủ thứ, còn phải canh lửa nhóm củi thì đúng là quá khó đối với các chị đẹp. Đã có không ít tình huống giờ khóc giờ cười xảy ra, từ việc Miss Thi và Thủy Tiên nhầm mì chính thành đường, đến việc chế nước mắm như Coca làm món trứng mặn chát, hay những màn nấu nướng bất ổn cho thấy các sao nữ hầu như không biết nấu ăn, đã khiến cư dân mạng được fan bàn tán. Một số cho rằng, dù không biết nhiều thì các sao nữ cũng phải biết ít, luộc rau, chiên trứng là những món cơ bản cần phải làm được. Số khác lại bênh các sao nữ, cho rằng họ biết kiếm tiền là được. Tranh cãi nổ ra, người khổ nhất là các nghệ sĩ nữ vì tự dưng vướng vào drama và nhận phải không ít vật liệu xây dựng. Không biết nấu ăn như Thủy Tiên, Missy và các nghệ sĩ tham gia show Nhập ngũ thì bị nói này nói kia, mà biết nấu ăn và còn nấu giỏi như Hờ Henie cũng chẳng tránh được kiếp nạn. Trong không khí mà người người nhà nhà đang bàn tán về 8 sao nữ không biết nấu ăn thì netizen đưa Hờ Henie ra làm ví dụ về một nghệ sĩ nữ đảm đang, biết nấu ăn nhóm củi. Tuy nhiên, kiếp nạn tới khi trong một đoạn video đăng trên top, Hờ Henie bị góp ý về cách cô luộc ngô. Cụ thể, trong clip, Hờ Henie chỉ xé bỏ lớp vỏ ngoài của ngô, sau đó xếp vào nồi và đổ nước vô luộc. Bên dưới bình luận, một số cư dân mạng mỉa mai Hờ Henie không rửa bắp mà luộc luôn, như vậy không được tốt. Đã có những bình luận bênh vực Hờ Henie, cho rằng luộc bắp như cô không rửa không sao. Dù vậy, tranh cãi vẫn diễn ra, cho rằng Hờ Henie được khen đảm đang, nấu ăn ngon cũng chỉ tới vậy. Những tranh cãi quanh việc các nghệ sĩ nữ nấu ăn khiến nhiều người phải bày tỏ thắc mắc, rằng giờ họ không biết nấu thì bị chờ ê, mà biết nấu cũng bị soi mói góp ý. Vậy còn dàn sao nam của showbiz Việt thì sao? Người biết nấu ăn như Trấn Thành, Trường Giang thì được khen ngợi hết lời, điều này khỏi phải nói. Nhưng những sao nam như Subin Hoàng Sơn, Jin Tuấn Kiệt, Phát La, không biết nấu ăn lại được cho là dễ thương và không có gì đáng trách, dù sao họ cũng là nghệ sĩ. Subin Hoàng Sơn tham gia show, lúc luộc trứng đã có màn hội thoại khá bất ổn với Cường Seven. Và người ta cho rằng điều đó thật dễ thương, Subin cái gì cũng biết chỉ nấu ăn là không biết, chuyện chẳng có gì đáng trách. Jin Tuấn Kiệt, Phát La lên show nấu ăn, thể hiện tài nấu nướng vụng về, khiến Lâm Vĩ Dạ vướng chân vướng tay cũng được khen dễ thương, hài hước, vui vẻ. Cả hai đều được người hâm mộ bênh vực, cho rằng các anh là nghệ sĩ, hát hay diễn giỏi là được còn nấu hay không thì không cần thiết. Đúng là cư dân mạng Việt, cái gì cũng tiêu chuẩn kép, ghét thì soi cho thật kỹ, chê cho thật nhiều, còn thương thì sao cũng được.